Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Feed the Beast Sky Factory 3. Trong thời gian giữa hai tập, mình đã gắn những cái Flood Point Farming Station và Ender Chest với lại những cái Unbreakable Method và Orthotic Capacitor vào trong những cái máy này. Giờ chỉ còn việc gắn những cái hộp giống vào nữa là xong. Và chúng ta sẽ có 15 tầng cho cái tháp này. Đây là cái tháp chuyên để trồng những cái Essence. Và cái tốc độ tụi nó mọc cũng rất là ổn, không có vấn đề gì phải lo hết trơn hết đó. Mà thật ra thì những cái này chúng ta cũng chỉ cần một số thứ thôi. Ví dụ như những cái kim loại thì mình đã có đầy từ tuổi gà rồi. Giờ ta hãy vô bên trong kiểm tra những cái essence nào, coi số lượng nó được bao nhiêu trong thời gian mình treo máy. Essence, đây rồi, 2000 cũng không nhiều lắm đối với những cái loại đó, nhưng mà chúng ta chưa có sử dụng tới thì không sao. Giờ coi tiếp những cái Dye Essence và Water Essence thì nó 4000 bởi vì nó trồng trước. Rồi và bây giờ mình cũng đã có chuẩn bị những cái công thức dành cho những cái Essence đó hết ở bên đây. Chúng ta mở lên coi nè. Đây, và đây là cái bảng công thức mà mình có thể chế tạo được từ tất cả những loại Essence luôn. Ở bên này nó có một phần và ở đây nó còn một phần nữa. Cái này là Wither Skeleton Skull, nó chưa có hiện ra nhưng mà chúng ta vẫn có thể chế tạo được. Ngày hôm nay thì mình muốn chúng ta nâng cấp những cái hột giống ở bên kia lên. Đây là hột giống Inferium Essence cấp độ 2. Nên chúng ta sẽ lấy lại. Để bật cái mắt nét lên đi, thu hoạch cho nó dễ. Đó, đập ra. Đập ra, đập ra. Đập thật nhanh. Chúng ta sẽ nâng cấp những cái hột giống này lên một cái cấp độ cao hơn. Đây là Tier 2. Thì chúng ta nâng lên Tier 3 hoặc là Tier 4 luôn được thì tốt. Mình đang có khoảng 8000 cái Inferium Essence mà thôi. Chúng ta hãy vô trong này, bay lên trên này và mở cái chỗ này lên, bỏ vô trong. Giờ Inferium Essence. Chúng ta đang có 48 của Tier 2 nè. Giờ Tier 3 đâu? Nó đây. Vẫn là 48 thôi. Trừ 2 lại. Và Stacked. Nó đòi hỏi phải có 1536 cái Prudentium Essence. Rồi, vậy thì chúng ta cần phải có Essence Prudentium 1236 hả? 216 cộng thêm cho đủ 36 và Start. Start bắt đầu chạy. Ta chờ chút xíu nào. Chúng ta hãy coi cái tốc độ nó chế tạo. Cũng rất là nhanh rồi đó, chứ không phải chậm đâu. Và trong thời gian này chúng ta đi ngủ một chút đi. Ngủ để cho bầu trời nó sáng trở lại, năng lượng nó chuyển về đây. Và mở lên coi, được nhiêu rồi? 1000 cái chạy cũng lâu dữ ta. Hệ thống đã chế tạo được hơn nửa chặng đường. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một thứ mang tên là Achievement Book. Đây là cái cuốn mà lúc đầu mình quăng xuống The Void nè. Chúng ta là, đây là lần đầu tiên chơi cái phần chơi Sky Factory, cho nên mình quyết định là ta sẽ hoàn thành cái cuốn này đi ha. Cuốn này lâu lắm mới thấy á. Giờ mở lên coi, tất cả những thứ này chúng ta đều làm rồi. Giờ coi thử coi, tất chắc chắn là chúng ta làm rồi. Chúng ta lấy được nước mưa luôn mà. Rồi chế tạo cái hammer rồi bình thường. Đóng hết đi. Đây là gì? Crucible nấu bằng cái torch. Có không? Có. Rồi làm hết rồi. Và bây giờ là một cái phòng tối cách xa 25 ô ở căn cứ để tạo quái nè. Này có luôn nè. Xây cái tầng thứ hai. Tầng thứ hai có. Đây, ta đi xuống cho mọi người coi cái tầng thứ hai ở so với cái sàn đầu tiên á. Đó, cái tầng nhỏ nhỏ đó là cái tầng thứ hai đó. Đâu ai bắt phải xây cái tầng thứ hai bự đâu. Quất xong. Obsidian với Stone Barrel có. Tinker Smeltery có luôn. Rồi nâng cấp Tinker trở thành đồ sắt thì đang có hai cây Unbreakable ở đây nè. Chúng ta có gì nữa? Tự động hóa làm Cobblestone, cái này làm từ đầu luôn. Nâng cấp Mob Farm giết quái tự động, có luôn. Qua bên này, Enchant a Sieve Mesh, cái này chưa làm. Chúng ta cần một cái Sieve Mesh đúng không? Thì cái Sieve Mesh đó cần phải được cường hóa hả? À, để lại đi, từ từ tính. Qua tới đây là Farming A, Watering Can có. Capture a Cow in a Jar, chưa có. Chuẩn bị Farming Space cho nhiều cái, có luôn nè. Nguyên cái tháp kìa, sao không có được. Inferium Seed, có luôn. Method. Rồi Food Farm from Inferium Essence Farm. Food Farm là cái món gì? Food Farm nếu mà tính thì chúng ta có cây lúa mì đúng không?
có quốc sen ru à cái này là chế tạo cái snap nè, chúng ta làm luôn. Nesting pen có luôn, iron sheet chưa, từ từ, solium chưa có, crow crystal có nè, và master infusion stone, supremium armor. Hai món đó thì supremium apple mình chưa có chế tạo, mình chỉ có từ những cái loot bag mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy chế tạo những cái hộp giống của Inferium Essence một cái. Nó sẽ lên cấp độ 3, rồi chúng ta coi tiếp. Stack lại thiếu. Còn thiếu 348 nữa hả? 348 cái Inferium Essence, ấy cái Prudentium Essence. 348 only craftable đi. 348 hết chỗ Inferium Essence. Bây giờ mình sẽ tạm thời cất bớt những thứ này vào trong để mình có chỗ. Và 384, bấm luôn cho nó gọn. Rồi đó, cất vào trong. Và chúng ta mở tiếp cái cuốn này lên. Buy nó chỉ có một chữ nghĩa là buy thôi, thì chúng ta đã buy được. One Adder có Angel Block, xây dựng một cái sàn ở đâu đó thì chúng ta có luôn. Mở lên coi, chúng ta đã có được một cái sàn ở cách chỗ mình gọi là Farland nè. Rồi ở đó thì mình giết con Wither đó, có luôn. Chúng ta đi qua Nether xong dùng thuyền để chèo xuống tới đáy Nether, chưa làm. Diamond Chest Transporter để đem về 5 cái Play Spawner, chưa có. Hạ gục Wither có, Binit chưa đi, Dien chưa đi, Dragon Press chưa đi, chưa tới NCT, rồi chưa có rồng luôn. Rap and Power Generator, chúng ta sử dụng cái generator là bên dưới là Magma Generator, xuống kiểm tra. Đúng không? Bên dưới đó là cái gì? Đâu rồi? Đâu rồi? À, có vẻ như là mình gom nó lại rồi. Hình như trong tập nào đó mình đã gom nó lại. Chúng ta mở cái generator lên. À khoan, normal. Viết chữ không đúng. Đây. Lava generator có luôn. Cobblestone có, sử dụng energy conduit có luôn. Auto may loot bag creation. À chưa có. Chưa có mở, chỉ có tạo loot bag rồi chỉ có kết hợp lại, chưa có mở. Automatic crop harvester có luôn. À Ender pouch, 2 Ender chest, cái này chúng ta làm được. Ender pouch, một cái bấm. Đó, nó đó. Và cái Inferium Essence chắc là có thể chế tạo được cấp độ 3 rồi. Stack. Chế tạo đi nhé. Và mình chỉ cần bấm phải chuột vào đây là chúng ta mở lên là thấy. Xong. Nó rất là đơn giản. Refine storage system có luôn. Storage up or piss. Ây, cái này mình lại không xài. Không lẽ giờ chúng ta phải làm một cái gì đó để chứa mấy cái office, ọt chân. Ở dưới sẵn có thì để bữa khác làm đi. Hoặc là chút xíu nữa chúng ta làm cũng được. Sieve material to ingot. Cái này thật ra nó đòi hỏi những thứ không hay ho gì hết á. Chúng ta xài gà không à. Passy cooling thì cái này chưa có nè. Sản xuất 1000 arepatic. Cái này có. Hiện tại mình đang sản xuất tới mấy ngàn arepatic lận á. Solar Array Tier 1, Lightning Rod chưa có, Solar Array Tier 4, Collect Orc from the Void chưa có, nâng cấp độ Tinker có, Add a Diamond Hammer to Tinker Pickaxe to Obtain. À, cái này thú vị nè. Chúng ta sẽ có Diamond Hammer của X-Astric. Không phải lộn với X-Astric, X-Compressum. Diamond Hammer, nó đâu? Diamond Hammer là cái cây Compress Diamond Hammer. Ủa sao kỳ vậy? Chúng ta thử coi Diamond Hammer coi. Diamond Hammer. À. Theo mình nhớ thì nó có một cái loại là Compress Diamond Hammer từ 4 cây này. Chúng ta hãy đọc kỹ lại coi nó kêu chúng ta làm gì. Cho một cái Diamond Hammer. Vậy chúng ta thử chế tạo một cây Diamond Hammer xem sao. Qua bên cái tool fork, mở lên.
bỏ cây pickaxe vào, trong này có một modifier, chúng ta bỏ vào đây. À, machine và siêu thích không thể gắn được. Như vậy nó đã thay đổi, không còn giống như phiên bản 1.7.10. Ở 1.7.10 thì mình sẽ cho các bạn coi trong một ngày khác. Nó có một cái cây hammer được kết hợp từ những cái compressed diamond hammer này nè. Để chúng ta cần một cây pickaxe đúng không? Và làm thêm một cây pickaxe nữa thật nhanh nào. Lấy coban đi. Xám 4 cái coban đi xuống bên dưới. Cái này chỉ làm để cho chúng ta hoàn thành cái achievement đó thôi. Và trong này mình đang có 5 cái coban. Giờ mới nhớ. Mở lên coi tiếp còn gì nữa không? Highest tier unbreakable one chưa có. Unbreakable tinker tool có. Cái này chưa có. 20 dam hả? Tinker weapon mà gây được tới 20 sát thương. Này là 6. Chưa có. Rồi tạm thời cứ để đó. Qua bên đây. Đây là Blood Magic. Botania. Rồi đây là Reconnect Evolution. Đây là Dimlet. RF Tool. Rồi được rồi, được rồi. Và như vậy là chúng ta còn một vài thứ chưa có làm. Từ đằng đầu này chúng ta làm được rất là nhiều rồi đó ha. Và Enchant Sieve Mesh. Cái đó không khó. Đâu có cần nhiều. Lên đây, lên đây. Bấm vào đây. Không bấm vào đây chứ. Thì ta cần chế tạo Enchantment Table. Bấm vào, bấm. Và nó thiếu Obsidian với một cuốn sách đúng không? Chế tạo thật nhanh. Obsidian có luôn. Cần 4 cục, 3 cục. Làm 4 cục luôn. Và Enchantment Table. Giờ coi cái Inferium Seed. Đây là 48 cái cấp độ 3. Nếu được chúng ta nâng lên cấp độ 4 luôn. Nó sẽ đòi hỏi thêm cái gì thì chúng ta chế tạo tiếp. 19.000 không đủ. Kinh khủng. 19.000 cái Inferium Essence thông thường. Rồi thôi. Không đủ thì thôi. Quá nhiều. Nghĩ sao đòi tới 19.000 luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu trồng cái này ra lại. Và cái hướng này là Noctis. Noctis là NE. Trồng ra cưng ơi. Đây là cấp độ 3 thì nó sẽ ra được 3 cái Inferium Essence. Khi mà nó thu hoạch. Và tại sao nó chưa trồng? Nó quét tới đâu rồi? Hãy trồng ra thôi. Đó, bắt đầu trồng ra rồi đó. Chúng ta có thể quay về. Mình vừa đi ngủ cho trời sáng. Rồi ta hãy qua bên này làm một cây pickaxe. Giờ pickaxe thì nó rất là rẻ. Không có gì khó hết. 3 món. 1, 2, 3. Này là top tool Biden, không phải. Chỉ là Biden thôi. Loại thông thường. Bây giờ nó chỉ cần một cái ingot. Và cái này một cái ingot nữa. Riêng cái này thì cần hai cái ingot. Nghĩa là 4 cái. Ta cũng sẽ còn dư một đúng không? Rồi đổ ra tiếp. Làm cây bằng coban luôn. Mình giờ giàu rồi. Đâu có thiếu mấy cái khoáng sản này nữa đâu lo. Và cây pickaxe head. Cobble pickaxe. Đọc là coban đi cho nó dễ. Cobble nghe mệt quá. Rồi pickaxe nè, bỏ vô và beng, để vô đây. Bỏ vô trống. Ta hãy coi cái modifier smashing. Lấy ra. Rồi, xuống biểu diễn. Hình như bên dưới vẫn còn đá cuội. Đó. Lấy đá cuội đi ra biểu diễn. Chúng ta lấy một cục đá cuội ở đây. Để xuống đây và đập. Nó biến thành rival. Quá dữ. Đập nữa. Nó biến thành sand. Đập nữa. Nó biến thành dust. Đập nữa. Nó không ra gì hết. Nó chỉ là dust mà thôi. Dừng lại tại dust thôi. Không có lên được nữa. Vậy thôi. Đơn giản. Giờ chúng ta hãy cất những món này vào trong đó. Và mở cái cuốn này lên. Đó là cái thành tựu ở trang nào đây? Đâu rồi? Đâu rồi? You are Diamond Chess. Không phải. Chúng ta sẽ có... Đâu rồi? Nó đâu rồi? Melee weapon... À, đây rồi. Chúng ta đã có được món đó. Và bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp cái enchantment table. Mở bên đây lấy cái diamond stiffen mesh bỏ vô. Chúng ta có được efficiency hả? Cấp độ 1. Trong này còn cái lapis nào không? Để tôi khỏi phải chạy lên trển. Còn. Rồi mở lên bỏ vô.
mình không có đủ cái kinh nghiệm hay là cấp độ nên đâu có thể nào mà cường quá được. Ta có cái Experience Obelisk này, nó chỉ như đó còn 10 thôi. Và ta chỉ cần lấy ít ít thôi, không cần lấy nhiều đâu, 10 cấp. Và bên này lại mở lên, bỏ vô, cường quá, Efficiency cấp độ 1, dở. Rồi, coi như là chúng ta đã hoàn thành xong. Nó chỉ có vậy thôi đó, bỏ vô và cường hóa lên. Enchant Sea Mesh. Rồi, phần đầu coi như là xong hết. Mấy cái này nó không có gì khó hết. Và Capture Cow in a Jar. Cow in a Jar. Bạn có thể coi công thức ở chỗ này nè. Cái này nó rất là mắc cười. Ta cần một cái jar, cần một con bò và có một cái đe. Rồi, lên chảnh chuẩn bị. Một cái jar, công thức của cái jar đó. Rồi, phải gõ thêm cái chữ jar nữa hả? Này là cow in a jar, meal jar. Đây là công thức của nó. Và cần có một cái bucket đi múc nước. Đi múc sữa chứ không phải múc nước. Quá bẩn. Múc sữa bò. Sao mình có một con bò duy nhất thôi vậy? Tôi không thích điều này chút nào. Thôi kệ, không sao đâu. Có gì chúng ta dọn hết những con animal đó đi chỗ khác á, là mình sẽ có thể làm được cái bay. Chúng ta có những cái bay này nè, là mấy cái mồi á, thì lúc đó mấy con bò nó cũng xuất hiện thôi à, không có gì hết. Giờ cứ làm trước cái này đi. Meal jar, một cái anvil, thì anvil có công thức nè, bấm nhanh. Lấy. Giờ mình cần một cái animal net. Rồi, ta đã xong. Hãy đi qua bển. Cất cái này lên chứ, qua bên này. Giờ em bò đâu? Qua đây cưng. Qua chỗ bên này rộng rãi, thoáng mát, dễ làm việc. Đập ra. Đập mấy cái wall này ra. Rồi sau đó mình sẽ gắn cái wall xuống lại. Cho con bò nó đứng ở trong đó mà thôi, không có cho đứng ở bên ngoài. Chúng ta còn dư phải không? Dư để xuống đi. Bò ơi, bò đứng đó nhé. Và bây giờ bò sẽ được chuẩn bị. Quên, mình không đem cái khối xây dựng nữa ở trên đó. Chúng ta hãy kéo cái này lên một cái. Và để lên. Rồi, bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng. Hãy xem con bò nó có vô trong cái jar hay không. Hay là con bò nó sẽ tử nạn. À, còn một thứ vô cùng quan trọng nữa. Để gom con bò lại. Bên dưới đó thật là ghê gớm. Chúng ta có dust ở đây. Rồi, để cái meal jar ở đó. Dust này nó có rớt không ta? Không nhớ nữa. Gắn thử rồi, rớt. Rất thôi chứ biết sao giờ. Lấy cục đá cuội và gắn ở đây. Bây giờ bò ơi, bò đâu rồi? Bò đã sẵn sàng chưa? Bò đã sẵn sàng chưa? Đập ra. Bing. Và cow in a jar. Yeah. Nó đang sản xuất sữa đó. Ta bay xuống lụm. Cái này nó đơn giản chỉ có vậy thôi đó. Đập hết những cái này ra đi. Rồi, và mình sẽ gắn lại đỡ ở chỗ này đi ha. Mở lên, cow in a jar. Đã hoàn thành. Rồi, sodium dagger, crafting diamond seed, crafting iron seed, supremium apple. Để coi thử coi mấy cái supremium mình có bỏ ông này không. Mình có supremium apple nhưng không phải là mình chế tạo, cho nên tạm thời mình không có tính cái đó. Được rồi. Chúng ta cũng có khá là nhiều thứ. Cái này mở loot bag ra nè. Bây giờ lên trển. Supremium apple. Coi thử coi chế tạo được không nha. Supremium. Nó đó. Bấm và một cái. Thiếu. Nó thông báo là thiếu một cái Master Infusion Stone. Vậy thì ta chế tạo cái nhỏ nhỏ trước đi. Cỡ này thôi. Ây, mệt nha. Để đi từ cấp Inferium lên trước. Start. Ngay là cấp độ 1. Xong rồi cấp độ 2 đâu rồi? 2 là Prudentium. Bấm.
Cấp độ 3 là Intermedium. Bấm, bấm. Cấp độ 4 là Superium. À, bắt đầu thiếu. Chúng ta cần 4 cái Essence á. 1, 2, 3, 4. Bây giờ tới 16 cái này vậy, làm 64 cái này đi. Đau đầu thiệt. Prudentium Essence ta làm 192. Ok. Chờ xíu. Và cái cow in a jar này ta để ở đâu được ta? Kiếm chỗ để. Để đây đi ha. Có con bò ở chổng kìa. Nó đang cho sữa đó. Rồi. Và cái Essence. Essence nó vẫn đang chế tạo rất là nhanh. Chờ chút xíu. Mình đang còn 4.700 cái Inferium Essence thôi à. Không nhiều lắm. Hai trăm năm mươi sáu chúng ta chế tạo được cỡ 64. Nhanh lên để tôi làm Supremium Apple coi. Đây là Intermedium. Ở Intermedium 64 cái start, lấy từ bên này qua. Mình đang có sẵn 14 cái Supremium Essence nhưng mà nó đâu đủ. Chúng ta cần phải làm thêm một vài cái Master Infusion Stone. Khoảng 4-5 cái gì đó. Cái này chắc không đủ. Cancel đi. Cái này thì 32 cái thì mới được. Lộn, 32 cái phải cộng lên. Ây, có 16 cái. Không được 32 thì 16. 16 chắc chắn phải được mà trước tiên. Apple. Bấm thử coi. Một cái. Start. Được rồi, mừng quá. Và lên Supremium Start. Đây. Đây là Supremium Apple. Rất là đơn giản. Giờ tới lượt Supremium Armor. Supremium Armor là nguyên một bộ này luôn nè. Đủ không? Thiếu. À, không được rồi. Như vậy tạm thời chúng ta chưa chế tạo tiếp được. Và hãy coi ta có nên đi qua The End hay không ta. Iron Seed và Diamond Seed. Cái đó dễ. Iron Seed nó đầy 48 cái. Đủ không? Thiếu. Thiếu 1.800. Nó cần tới 4.000 mấy lần. Nãy giờ mình chế tạo mấy cái thứ mắc mỏ quá. Nên tạm thời chúng ta vẫn chưa làm được. Rồi. Solium chứ không phải Solarium. Solium Dagger đặt công thức luôn rồi. Và chế tạo được một cây. Rồi giờ chúng ta cần thêm một cái Enchanter của Ender IO. Enchanter nó đây. Còn thiếu cuốn sách. Làm 64 cuốn luôn đi. Tiết kiệm làm gì đúng không? Enchanter này sẽ được đặt ở chỗ này đi. Mở lên. Book and Queue. À, cái đó hình như chưa có công thức nha. Rồi, giờ mình cần Book and Queue. Cái này. Bấm. Lộn. Bấm ở đây. Đặt công thức xuống. Qua bên này gắn vào công thức. Đây là của Vanilla Minecraft. Book and Kill Craft. 64 cái. Start. Ta sẽ cần thêm những cái lapis. Tùy thuộc theo mình cường hóa cái gì thì mình sẽ cần lapis. Nhưng mà cấp độ là thứ quan trọng. Lấy thêm. Bây giờ lấy 37 được rồi. Không cần nhiều lắm đâu. Lấy đó nó nhanh. Còn ăn cái experience cũng được. Nhưng mà nó hơi chậm một chút. Giờ coi thử coi ta cần cái gì. Đầu tiên là mình sẽ cần phải có sharpnut, looting và Mending. Rồi, giờ mấy cái này cấp độ 1 không à. Sharpnut kìa. Sharpnut cấp độ 3. Thì nó sẽ cần phải có Cord và Lapis đúng không? Rồi, Mending đâu? Mending thì nhớ là cần Slam Bone đó. À, này siêu thích chứ phải. Vậy là nhớ lộn. Vậy là Mending cần gì? Đây là Mending. Cần Experience Rod hả? Ồ. Làm được không ta? Experience Rod. Peng. Thiếu mấy cái Solarium.
ta kêu làm thêm solarium 64 cái luôn cho rồi. Nó đang chế tạo sâu sen. Mình đã có được cái phần nether essence. Để một cái vô đây. Nấu tiếp cái kế tiếp coi. Và experience rod. Với lại lapis. Lấy một stack ra. Có quá chừng luôn. Bỏ vô. Bỏ vô bên này. Mending. Một món. Hết kinh nghiệm luôn. Để khỏi phải chạy nữa thì ăn cái experience luôn cho nó gọn. Ăn. Lên cấp cũng nhanh. Qua 30 đi. Thường là nó cỡ 40 luôn á. Ăn nhiều nhiều, ăn hết cái stack này luôn đã. Rồi vô coi tiếp. Ta sẽ cần phải có sharpnut. Sharpnut sâu bao. Ồ, sâu bao. Sâu bao là khi bạn chết cái món đồ nó vẫn nằm trong cái inventory. Nó cũng rất là hay. Unbreaking. À, unbreaking cũng được nè. Mình cần obsidian. Unbreaking thì nó bền hơn thôi. Rồi và một cái book and queue. Lấy hai cuốn chứ. Ta cần hai cuốn, ba cuốn. Unbreaking, sharpnut với lại looting. Cái quan trọng là có gập vô được cái cây này hay không mà thôi. Và cái anvil sẽ được đặt ở bên này đi. Đập cái này ra. Để đây, để lên chảnh. Nhìn nó rất là thú vị ha. Ba cấp độ. Nó đã có được mending rồi. Ngon lành. Ăn thêm. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ bắt đầu cường hóa hai cuốn nữa. Sharpnut. Sharpnut trước đi. Sharpnut và looting. Rồi, mở lên tiếp. Coi. Đó là Acquire Affinity. Sharpnut là cần Nether Cord. Lấy cái này ra. Cất vào. Bây giờ có nhiều đồ quá xài nó đã gì đâu á. Một cuốn book and kill 36. Wow. Ghê thật. 36 nè. Sắp nạt cấp độ 5. Ghê chưa. Rồi. Cái cuối cùng là looting. Looting. Sea fortune. Sea fortune. Pun la flame. Looting đâu. Fortune. Power. Unbreaking. Fire aspect. Looting. Enderman head. 3 cái. Ghê nha. Đó là Enderman head. Giờ cất cái này. Cất cái này vô. Cất cái này vô. Cất flood point vô luôn. Cất cái cây này vô. Cất cái này vô. Mình cất cũng nhiều lắm á. Rồi cất mấy món đó vô trước đi. Ta đi qua bển lấy 3 cái Enderman head. Mớp farm có hết. 1, 2 và 3. Lên trển. Nó đâu rồi. Bỏ vô. Bỏ vô. 27 cấp. Ăn tiếp. Ăn hết cái stack này là xong. Ăn đi, ăn đi. Hãy ăn cho xong đi. Và không đủ. 27 à. Nó 27 hay 37? 27. Ôi, vừa đủ luôn. Hên thiệt. Rồi, giờ cái cây ở đâu? Ờ, quên. Khi chúng ta qua đây chúng ta cần có nữa. Để ăn tiếp. Ăn hết cái stack này luôn. No. Ăn kinh nghiệm. Đó. Được rồi đó. Bỏ vô. Và đây là sharpnut. Còn đây là looting. Trước khi chúng ta gắn cái solarium dagger xuống dưới thì mình cần một xô nước. Cái fluid rig này chúng ta chỉ cần bấm vô là lấy được cái xô nước à. Còn muốn trả nước lại thì bấm vô chổng. Đơn giản vậy thôi. Và cất cái xô vào trong đó. Sau đó ta cần một cái... À khoan. Nếu mình sử dụng xô nước thì tụi Enderman nó sẽ dịch chuyển. Và mình có cái... Dark Feather ở trong. Không sao. Nó có cái Dark Feather ở trong rồi nên Enderman không có dịch chuyển đi đâu được nữa hết á. Cho dù nó bay ra nó cũng bay ngược vô thôi à. Đi qua bển, đi qua bển. Và bây giờ chúng ta kiểm tra thử coi. À sao Dark Feather tôi nằm trong đây. Giờ phải đập ra hết những thứ này. Cẩn thận. Mob Master. Đập những cái Vector ra luôn. Không cần Vector. Đổ nước mà. Vector làm gì? Đập chỗ này ra. Và nó đi ra đằng sau mất tiêu rồi. Tất cả những thứ đó đều được chuyển ra đằng sau. Thì ra đằng sau mà lấy lại. Đây là mấy cái kiến.
và mình sẽ đục một cái lỗ ở chỗ này để gắn cái mechanical user xuống. Giờ muốn làm đẹp thì chúng ta cần phải lấy cái cục này đây, đổi lại ở đây và gắn xuống chỗ này. Sau đó ở đây bỏ cái cây kiếm vào trong đó và sử dụng cái upper left slot là cái ô ở trên đó. Bấm phải chuột, trái chuột, view item. À, và còn một thứ vô cùng quan trọng nữa, đó chính là đổ nước. Xém nữa thì quên. Đổ nước ở đây, khi quái nó rớt xuống nó sẽ bơi qua bển. Và cái dark tether chúng ta gắn nó ở đây. Con Enderman nó sẽ rớt xuống đây. Nó không đi đâu được nữa hết. Mọi thứ đã ổn định chưa? Sẵn sàng chưa? Always on. Trong này, lấy cái này ra. Và hãy kiểm tra. Bay ra xa. Cho quái nó xuất hiện bên trong đó. Để coi. Hãy xuất hiện đi, quái ơi. Đó. Có mấy con quái rồi đó. Nhưng mà sao nó bơi? À, nó bị đẩy về đó rồi kìa. Sao mechanical user không xử tụi nó? View item, entity generic click. Không thấy dấu hiệu bị chặt. Kỳ vậy ta. Left click, right click. Right đâu có ý nghĩa gì. Entity. Đó, entity mới được. Hay, thiệt tình. Nghĩa là nó phải sử dụng lên những cái entity là những cái con đó. Chúng ta sẽ có được bóp chân khi hạ gục những con quái bằng cái kiếm. Đây rồi, skeleton chân. Yay, quá đã. Và mấy em quái sẽ bị chặt ở chổng. Tuyệt vời. Mấp chân. Được hai loại mấp chân. Và đây là experience chân. Quả đã. Ha ha. Rồi, và việc duy nhất là mình sẽ phải để mắt tới cái Solium Dagger này mà thôi. Quá tuyệt vời luôn. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta kiểm tra những cái thành tựu ở trong cái cuốn này. Và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành những cái thành tựu này luôn. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.